cho chúng ta đến đây. Chúa, chúng ta đáng được để chúng ta ngợi khen, cảm tạ lòng yêu mến Chúa của tất cả quý ông bà anh chị em buổi chiều hôm nay. Thật sự thưa quý bà anh chị em, nếu mà chúng ta không có tấm lòng yêu mến Chúa, chúng ta không ngồi trong ngôi thánh đường này đâu quý bà anh chị em. Có rất nhiều việc mà chúng ta bận biểu chúng ta không làm được, nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa biết mọi tấm lòng chúng ta và Chúa sẽ ban phước trên đời sống của chúng ta. Amen. Chúng ta thank you.
làm lời Chúa. Chúng ta sẽ tôn vinh Chúa không thể cả nữa. Sau đó chúng ta sẽ muốn làm người Chúa và con mình. Thầy dân bắt đầu của chúng ta để Chúa của chiều hôm nay. Chúa xin dâng tâm lòng của chúng con buổi chiều hôm nay, chúng ta Chúa và chúng con lại xin cầu nguyện, nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa.